Rồi, ok, xin chào các bác. Thì chắc các bác cũng rất quen thuộc với con G8 này của em rồi. Thì cái con G8 này ấy, em đã thay cái cam trước này, thay cam trước là một này, thay cái lắp lưng là hai này. Thì đây, cái lắp lưng cũ của nó đây này. Đấy, cái lắp lưng cũ nó thì nó bị xước ấy. Nhìn các bác nhìn này, cái độ xước ấy. Đấy, các bác nhìn này. Thì em đã thay cái lắp lưng rồi, thay camera trước. Thì đây, cái đợt trước thì em thay lắp lưng ấy. Em dùng cái keo gọi là cái keo B7000 ấy. Thì đây nó hơi đang còn nham nhở đây này. Đó. Thì cái này bỏ qua nhé. Nhưng mà sau khi em thay ấy, em thay cái nắp lưng này và em dán nó bằng cái keo đây này. Đây gọi là cái keo silicone. Đây. Keo silicone nhé, loại đây, các bác có thể tham khảo. A500. Đấy, các bác có thể tham khảo. Thì cái clip trước đây em cũng có nói rồi đấy, là em dùng cái silicone này. Em chét vào cái phần này này, những cái phần hở ấy, những cái phần hở của cái con G8 này này, ví dụ như cái cạnh đây, các bác nhìn thấy này, nó khá là hở đây này, đó, thì chỗ nào hở ấy, chỗ nào hở em dùng cái keo này luôn, dùng cái keo này luôn nhé, này em chét hết một vòng luôn, hết một vòng xung quanh này luôn nhé, vòng này luôn, vòng cả mặt lưng nhé, vòng mặt lưng này, và ở chỗ này này các bác, ở chỗ này này, ở chỗ cái những cái đường này này, em cũng dùng chính cái keo silicone này, dùng chính keo silicone này em chét nhá. Đây này. Đó, chét cũng một đường liền mạch và mỏng mỏng thôi. Đấy, em dùng chính cái keo silicone, không dùng cái B7000 nữa mà dùng chính keo silicone chét luôn. Đấy, và cái sau khi chét xong ở trong ấy thì ở ngoài em cũng chét những cái hở, thực ra là nó không hở mấy đâu. Tại vì em vệ sinh nó rất là sạch cho nên nó không hở mà cho lắm đâu. Đây là các bạn nhìn này này. Đó thì em chét sạch rồi, chét chét hết vào đây rồi, và cả mặt trước cũng vậy. Đây ở mặt trước này các bác nhìn thấy em cũng chét luôn, đây là các bác nhìn này đấy, em cũng chét hết một vòng luôn, một vòng luôn đó, một vòng luôn, một vòng, nói chung một vòng hết xung quanh cái con máy luôn, chỗ nào hở thì chét hết vào đó. Nói chung bây giờ nhìn con máy của em nó rất là sướng, nó rất là liền mạch luôn, và bụi không thể nào chui vào đây được nhé. Và có một điều vi diệu hơn, tuyệt vời hơn, đó là chắc như thế xong rồi con này còn áp nha các bác. Con này có thể là từ không có áp, thay linh kiện đủ thứ, thay linh kiện, thay lắp lưng, thay camera trước, và không có áp thì giờ nó đã có áp rồi, áp suất đi nhé. Thế đây em kiểm tra cho các bác biết, thì khi mà con G8 này nó lên cái Android 11 ấy, thì cái kiểm tra bằng cái lệnh này không được đâu các bác. 5 4 6 3 6 8 thăng sao 8 2 0 thăng. Thì đây này, trong cái phần kiểm tra cái áp suất ở trong này này, à đây vẫn có, hôm trước em tưởng là không có. Đây này, thì cái barometer test này, đấy, các bác nhìn thấy nhá. Đây này, đấy. Hôm trước sao em lại không có nhỉ? Hay em vừa chưa vớt xuống thì không biết thôi. Hôm nay có được rồi. Thì đây, các bác nhìn thấy này, cái áp suất của em đang là nhảy từ, đang có con số là 1017.8 nhé. Nhìn thấy em bóp này, em bóp này, các bác nhìn này sẽ coi xem nó có lên không nhá. 1, 2, 3, bóp này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó, đó. Đó lên 8 8,5 luôn. Thì có nghĩa là con này nó nhảy được gần như 1.0 đấy các bác. Gần 1.0 luôn, nó là 0.8 0.9 luôn. Đó. Đấy, có thấy không? Thì cái con này của em ấy là sau khi đã chét cái silicone này rồi ấy, em hoàn toàn có thể nhúng nước con này đâu nhé. Hoàn toàn có thể nhúng nước được luôn ấy, không phải đùa đâu. Nhưng mà thôi em cũng không nhúng tại vì cũng chẳng dạy gì, nhưng mà nếu như em, tại vì em tự tin mà, tại vì mình đã dán được hết cái này rồi. Đã hết cái này rồi, nhưng mà em không 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 cần phải nhúng nước đâu, tại vì nó sẽ có thể là đọng ở lại những cái lỗ này các thứ, rồi nó có thể gây hưởng về sau. Em không không dạy gì, em nhúng làm gì, tại vì máy em dùng mà nhúng không may nó hỏng thì mất con máy của mình chứ khoe thiên hạ được cái gì đâu đó. Nhưng mà các bác thấy đây này, nó nhảy lên được rồi đó, thì con này đi mưa các thứ nước nhẹ nhàng quá ổn luôn đó. Cho nên là các bác nào mà máy nó bị hở ấy, máy mà bị hở hoặc là máy mất áp, nói chung là các bác thích ấy. Nói chung là đây là cái trò mạo hiểm đấy nhá, em cũng không khuyến khích các bác nào mà chơi đâu, nhưng mà các bác nào mà thích thì dù mua cái keo này về đó, check đi, em thấy là ổn đấy. Em check cả cái con Win này rồi mà, cái Win này thì các bác biết rồi đấy, em cũng có khoe cái clip trước đấy, em check nó giờ cũng phải được cả tuần rồi đấy, nó vẫn rất là tuyệt vời, rất là sướng luôn đó. Tuy nhiên thì con Win này sẽ không có app, tại vì cái camera trước này này nó thò thụt thì không thể có áp được đó, cho nên là em thấy là cái tác dụng của cái keo này rất là tốt. Còn đúng là các bác thợ nào mà bảo là dùng một thời gian nó bị
này thế kia thì em không quan tâm, cái chuyện đó thì các bác hù dọa thì không quan tâm, nhưng mà đối với em cái máy mình sử dụng mình hài lòng với nó là được đấy. Thì như con này này đang không có áp mà có áp rồi, các cạnh nó rất là khít không bị bụi vào nữa là nó sướng rồi đấy. Thì các bác thích bảo hiểm thì chơi như em nhé. Rồi, ok, chào các bác.